Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Amin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Fabrizio Romano xác nhận sao 150 triệu về Man United. Ryan Giggs đã hồi sinh sự nghiệp của sao Man United. Laxo đang giúp MU giải bài toán khó trung vệ như thế nào? Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Fabrizio Romano xác nhận sao 150 triệu về MU. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, xôn xao quyết tâm đưa Erling Haaland về Old Trafford dẫu biết thương vụ này rất khó khăn. Fabrizio Romano chia sẻ với GMS: "Hãy cùng xem điều gì sẽ diễn ra ở Manchester United. Chắc chắn xôn xao muốn có Erling Haaland nhưng không dễ để ký hợp đồng với cậu ấy vào mùa hè này vì điều khoản giải phóng chỉ có hiệu lực từ mùa giải tiếp theo. Đây là thời điểm mà giao dịch với Dortmund sẽ rất khó khăn, rất khó để thuyết phục họ đồng ý." Fan MU muốn đuổi Martin, De Gea, Fred, 8 sao khác trùng số phận. Tờ Manchester Evening News mới đây đã mở một cuộc khảo sát nhằm tới các cổ động viên MU về những cầu thủ họ muốn câu lạc bộ giữ lại hoặc bán đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Kết quả đưa về đáng ngạc nhiên khi ba trụ cột Anthony Martial, David De Gea và Fred có tên trong nhóm 11 cầu thủ mà các cổ động viên MU muốn bán hè này. Ngoài Martial, De Gea và Fred, danh sách 11 cái tên còn có Phil Jones, Andres Pereira, Sergio Romero, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard, Lee Grant và Tahith Chong. Trong khi đó, Luxor, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Greenwood, Marcus Rashford và Wan-Bissaka là những cầu thủ mà các cổ động viên MU muốn câu lạc bộ giữ lại. Tất cả đều đạt hơn 96% tỷ lệ phiếu bầu. Ở trường hợp của Pogba, tiền vệ người Pháp cũng chiếm được cảm tình của đa số fan MU, 74,7%. Trung vệ Phil Jones rõ ràng không còn mang lại chút giá trị nào cho MU trong thời gian gần đây. Jones không ra sân một phút nào cho MU mùa này, chỉ nhận 5,2% số phiếu bầu nên giữ. Tiền vệ đang được cho mượn tại Lazio, Andres Pereira là người thấp áp chót với 7,2%. Những ngôi sao đã lớn tuổi như Romero, Matic chiếm 19,8% và Mata 21,1% cũng bị các cổ động viên MU chọn ít ở mục nên giữ. Trong khi đó, Lingard 31,5% dù đang chơi rất hay trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn cũng không thoát danh sách thành chừng. Ngoài ra còn có thủ thành Grant 36,1% và tài năng trẻ trong 47,5%. Đáng ngạc nhiên hơn cả là việc chỉ có 47,5% các cổ động viên MU muốn tiền vệ Fred ở lại. Ngôi sao người Brazil đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của MU giai đoạn gần đây, hợp cùng Scott McTominay thành tấm khiên bảo vệ hàng thủ quỷ đỏ. Một trường hợp gây sốc khác thuộc về Martin khi chỉ có 28,1% MU muốn giữ tiền đạo người Pháp, trong khi có 53,5% phiếu bầu bày tỏ mong muốn Edinson Cavani ở lại, dù chân sút người Uruguay gần như chắc chắn sẽ ở lại Nam Mỹ chơi bóng sau khi hết hợp đồng với MU hè này. Trong khi đó, De Gea chiếm 44,1% tỷ lệ phiếu bầu nên giữ. Trong bối cảnh người đồng nghiệp Edinson nhận tới 95,1% tỷ lệ phiếu bầu, các cổ động viên MU rõ ràng đã sẵn sàng chia tay người gác đen số 1 của đội bóng trong một thập kỷ qua. Luxor đang giúp MU giải bài toán trung vệ như thế nào? Ole Gunnar Solskjaer vẫn có kế hoạch chiêu mộ một trung vệ thuận chân trái cho MU, nhưng Luxor có thể giúp ông giải quyết vấn đề này mà không nhất thiết phải mua sắm. Lúc này, mối bận tâm lớn nhất của Ole chưa chắc đã là bổ sung trung vệ mà là bổ sung trung phong cho Quỷ Đỏ vì Edinson Cavani có thể sẽ ra đi cuối mùa này. Tuy nhiên, một khi MU trở lại với vấn đề trung vệ, họ không phải quá lo lắng trong việc tìm kiếm một trung vệ thuận chân trái vì Luxor có thể đảm nhiệm tốt vai trò này. Không có nhiều trung vệ thuận chân trái chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và sẵn có trên thị trường chuyển nhượng lúc này. Và một trong số đó không nhiều những lựa chọn dành cho MU là Pau Torres của Villarreal. Nhưng nhu cầu chiêu mộ một cầu thủ như thế của Quỷ Đỏ lúc này không còn cấp thiết như trước nữa. Sở dĩ như vậy là bởi Luxor, trong vai trò của một hậu vệ trái kiêm trung vệ thuận chân trái, đã kết hợp rất ăn ý và hiệu quả với Harry Maguire. Họ không chỉ ăn ý với nhau ở MU mà một lần nữa cho thấy được sự kết hợp rất tốt của mình trong màu áo tuyển Anh. Luxor được coi là ứng viên cho giải cầu thủ hay nhất mùa giải của MU. Hậu vệ 25 tuổi giành giải cầu thủ hay nhất tháng 2 và tháng 3 của MU và dường như đang là hậu vệ trái số 1 giải ngoại hạng Anh. Sau màn trình diễn ấn tượng ở đội tuyển Anh, Luxor được huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate ca ngợi hết lời. Luxor chơi máu lửa khi đối mặt với các cầu thủ chạy cánh của đối thủ, rất khó bị vượt qua trong các tình huống đấu tay đôi. Luxor càng ngày càng bọc lót cho các trung vệ tốt hơn. Anh ấy thể hiện đúng phong độ đã thể hiện ở MU mùa này. Lời khen ngợi của Southgate dành cho Luxor là hoàn toàn xứng đáng. Nó là sự khẳng định lại những gì Luxor đã làm được ở MU kể từ đầu mùa. Có Luxor, MU không chỉ có một mũi tấn công lợi hại bên hành lang trái, không chỉ có một hậu vệ trái với khả năng phòng ngự đáng tin cậy, mà MU còn có một đối tác hợp cùng Maguire bịt kín những khoảng trống ở vị trí trách bên cánh trái của hàng phòng ngự.
nhờ có so bọc lót và phối hợp phòng ngự, Maguire thêm tự tin với các pha dâng cao tranh chấp của mình. Và nhờ thế, anh cũng đỡ bị áp lực hơn khi nhiệm vụ phòng ngự của mình có người trên lửa và San Sẻ đáng tin cậy. Neville khuyên MU sử dụng Lingard. Ở vòng 30 Premier League, Jesse Lingard tiếp tục tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo giúp West Ham đánh bại Wolves với tỷ số 3-2. Đồng thời, West Ham đã leo lên vị trí thứ tư với một điểm nhiều hơn Chelsea. Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Lingard từ khi gia nhập West Ham, cựu cầu thủ Gary Neville tin rằng MU nên đặt niềm tin vào cầu thủ người Anh. Có lẽ MU để Lingard tới West Ham chỉ nhằm mục đích để giá trị chuyển nhượng lên, nhưng lúc này, sự nghiệp của cậu ấy đang có những tín hiệu khởi sắc. MU có lẽ sẽ bắt đầu nghĩ tới khả năng có thể Lingard sẽ thực sự giúp được câu lạc bộ. Nếu Lingard trở lại Old Trafford và tiếp tục thi đấu như những tuần vừa qua, thì chắc chắn cậu ấy sẽ có một suất đá chính. 3 quyết định cho thấy sự tàn nhẫn nhưng khôn khéo của Solskjaer. Theo Manchester Evening News, Ole Gunnar Solskjaer đã phần nào cho thấy được sự tàn nhẫn của mình khi gạt đi David De Gea để đặt niềm tin vào Henderson. De Gea là thủ thành số 1 không thể tranh cãi ở Old Trafford trong một thập kỷ qua, nhưng sự xuất hiện của Henderson đã gây áp lực lên tuyển thủ Tây Ban Nha. Ole Gunnar Solskjaer đã đề cao vai trò của De Gea sau chiến thắng trước Brighton, nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói để xoa dịu cựu ngôi sao Atletico Madrid mà thôi. Thật khó để thấy Henderson bị bỏ qua cho lần đụng độ sắp tới với Tottenham Hotspur, ngay cả khi De Gea được sử dụng ở trận đấu quan trọng tại Europa League với Granada. Đó là bàn thắng rõ ràng hơn cho thấy Solskjaer can đảm để đưa ra một số quyết định tàn nhẫn ngay cả với một công thần như De Gea nhằm xây dựng Man United theo ý mình. Việc đem Jesse Lingard cho mượn vào tháng riêng khiến Solskjaer bị đặt dấu hỏi, nhất là khi tiền vệ người Anh đang có phong độ tuyệt vời tại West Ham. Nhiều người tin rằng anh ấy vẫn nên đóng một vai trò nào đó ở Old Trafford. Nhưng sự thật là cầu thủ 28 tuổi không được trao cơ hội ở Man United và cần thay đổi hoàn cảnh để tìm lại chính mình. Solskjaer biết điều đó và ra quyết định dứt khoát, phù hợp cho sự nghiệp của Lingard. Trên thực tế, Man United có thể gặt hái những thành quả từ đây với một khoản phí kha khá cho việc bán đứt Lingard. Nếu Man United bán Lingard và có được Declan Rice theo chiều ngược lại với 20 triệu bảng chi ra thì đó là một thương vụ quá hời của họ. Điều tương tự cũng có thể nói về quyết định ký hợp đồng với Bruno Fernandes vào một năm trước của Solskjaer. Cũng chính quyết định đó đã khơi mào cho sự kết thúc của Lingard và Andres Pereira tại Old Trafford. Huấn luyện viên Solskjaer biết Man United không thể tiếp tục với những lựa chọn đó ở hàng tiền vệ tấn công và đã tìm kiếm một bản nâng cấp đáng kể. Điều này đã thay đổi vận mệnh của đội bóng kể từ đó. Có những quyết định quan trọng tương tự đang chờ đợi Solskjaer ở phía trước. Về tương lai của Edinson Cavani, John Mata, Eric Bailly hay thậm chí là Anthony Martial và một số mục tiêu chuyển nhượng. Vị huấn luyện viên trẻ tuổi người Na Uy cần sự tàn nhẫn tương tự để đưa Man United trở lại nơi họ thuộc về. Ryan Giggs đã hồi sinh sự nghiệp của sao Man United. Daniel James từng gây thất vọng lớn trong mùa giải 2019-20 và nhiều người tin rằng anh sẽ phải chia tay Manchester United khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Tuy nhiên, sau đó thì chàng trai người xứ Wales vẫn ở lại nhà hát của những giấc mơ và khẳng định tài năng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2020-21, anh đã có 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Phong độ ấn tượng tiếp tục được Daniel James thể hiện trong mặc áo đội tuyển quốc gia. Việc Daniel James hồi sinh có công rất lớn của huấn luyện viên Ryan Giggs. Trả lời phỏng vấn với United Postcard, chính chàng trai 23 tuổi đã thừa nhận điều đó, anh cho biết. Khi được hỏi rằng ai đã đưa ra lời khuyên tuyệt vời nhất cho tôi có thể nói ngay đó là Ryan Giggs. Cuối mùa giải trước, tôi đã cố gắng chơi bóng giống như nhiều cầu thủ khác. Sau đó, tôi nghĩ rằng mình phải giống như Ryan Giggs. Hiện tại, việc tôi có mặt ở đội tuyển quốc gia là hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã xem vô số clip cũ của mình và cả những clip mới đây rồi quyết định sẽ không làm điều đó nữa. Trên thực tế, tôi có thể học hỏi nhiều điều từ Ryan Giggs và nhiều cầu thủ khác. Song, cuối cùng tôi có mặt ở đây là vì những gì mình đã làm được. Hãy là chính mình, điều đó mới quan trọng. Wixi từng nói với tôi như vậy. Chiêu mộ Haaland sẽ tiêu tốn của MU 289 triệu bảng. Mới đây, Mino Raiola cùng với Ingo Haaland, cha của Erling Haaland đã gõ cửa các ông lớn để đàm phán về thương vụ chuyển nhượng tiền đạo người Na Uy. Man United và Chelsea là hai câu lạc bộ được cho là khao khát sở hữu ngôi sao 20 tuổi nhất khi họ đang cần chiêu mộ một chân sút đẳng cấp để phục vụ cho tham vọng chinh phục ở mùa giải tới. Theo tiết lộ của nhà báo Gerard Romero, Raiola yêu cầu tay con này và cha của Haaland mỗi người sẽ nhận được 17 triệu bảng tiền hoa hồng cho vai trò môi giới. Chân sút 20 tuổi đang tìm kiếm mức lương 600.000 bảng trên một tuần. Nếu ký một bản hợp đồng 5 năm, Haaland sẽ thu về tổng cộng 127,5 triệu bảng. Dortmund sẵn sàng để ngôi sao chủ lực của họ ra đi khi nhận được 127,5 triệu bảng trên bàn đàm phán. Tổng cộng thương vụ này sẽ tiêu tốn 289 triệu bảng cho đội bóng nào muốn sở hữu Haaland.
Barca và Real Madrid được cho là đã rút lui bởi họ đang gặp khó khăn về tài chính. Liệu Man United hay Chelsea có kích nổ bom tấn này vào mùa hè tới hay không? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!